Dạ, hồi sáng thì chị cũng có đi giám định và cũng như là đi khám thai, thì cũng sau khi mà trở về thì cũng không có thì cũng giá quyết định mọi người từ phía công an ở bên Hải Dương đó, thông báo cũng như là truyền tập mình để cho người đó nhận biết, thì chị có thể chia sẻ với em một xíu không? Dạ, lúc sáng lúc em đi em đi khẳng định vết thương á, với lại em đi khám thai về thì em có nhận được tờ đơn là do ở bên phía công an thành phố Hải Dương, của tỉnh Hải Dương á, nơi em đang ở là huyện xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương gửi đến cho em là mời em đi ra ngoài đó để giải quyết vấn đề của em bị bạo hành á. Dạ, đó là giấy triệu tập đúng không? Dạ, đây là giấy triệu tập. À, có nghĩa là ở ngoài chính quyền địa phương ngoài là triệu tập chị Giao đi về cái nơi bạo hành. Dạ đúng rồi, triệu tập em đi về ngoài đó để giải quyết giúp em về vấn đề em bị bạo hành. Thì cái sự việc mà xôn xao trên cộng đồng mạng mấy ngày nay khi những anh em đẩy cao trào lên cộng đồng mạng để tìm lại sự công bằng cho chị. Dạ. Thì tới giờ phút này thì chính quyền địa phương ngoài thì cũng đã hay được cái tin này. Dạ. Và có giấy triệu tập mời chị về ngoài để bắt đầu thụ lý hồ sơ. Dạ. Thì trong lúc đó khi mà chị nhận được cái tờ giấy này thì tâm trạng của chị như thế nào? Dạ, lúc mà em nhận được cái tờ đơn này á thì em rất là mừng, mừng là tại vì công an ở ngoài địa phương đó đã biết sự việc của em bị ngược đãi, bị hành hạ đó, nên là mọi người mới là triệu tập em về đó để giúp em giải quyết. Đó là điều em mừng và điều em lo, là nếu như bây giờ công an ngoài đó triệu tập em về ngoài đó mà em về ngoài đó thì em sợ em không được an toàn về tính mạng của em, và em sẽ không có đón con em về được trong đây á. Tại vì em từ ngoài Hải Dương em trốn về đây là cũng như em vừa thoát chết rồi, mà giờ em quay về đó để em giải quyết vấn đề á thì em sợ là em. Em hãy xin phép cô chú anh chị mình khoảng một vài giây để giới thiệu sản phẩm. Thì hiện tại thì bên em hãy có bán những cái mật ong như bên hình em hãy có để, cũng như là nước cốt nhào trị tất cả các loại bệnh, viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau dạ dày thì điều trị rất là tốt luôn. Bên nước cốt nhào thì là ở nhà tự làm của chú anh chị. Cô chú anh chị yêu quý cũng như ủng hộ cho Hải để có thêm cái kinh phí để đi giúp đỡ cho bà con ở tất cả mọi miền đất nước, thì cô chú hãy gọi về số hotline của Hải ở trên màn hình là mua cái sản phẩm ủng hộ cho Hải. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Còn mạng nữa về. Nói chung thì cũng có một cái sự điều hướng của bên pháp luật cũng phải bảo vệ cho chị thôi. Dạ, em thì em biết là vấn đề đó lúc có công an thì em sẽ được an toàn, nhưng đến khi không có công an á, trên đường đi về á là em không biết em xảy ra chuyện gì nên thì em rất là sợ. À, nhưng mà thế cái này là không phải là chị đi một mình, chị có thể mình đi cùng với gia đình mình được hai hoặc ba người. Dạ, nếu như bây giờ mà em đi cùng gia đình em thì nó cũng là một điều rất là khó khăn, tại vì ba mẹ em bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, ông bà thì lại bệnh hoạn nhiều đó. Đi xa là về sức khỏe á, nên là ba mẹ em cũng không đi cùng với mình. Nhưng mà chắc chắn rằng một điều, chị đang mang thai thì tất nhiên là chị sẽ không bao giờ đi một mình được. Dạ. Cái điều đó là phải, tất nhiên là phải chị đi từ hai hoặc ba người. Ba mẹ đi không được hoặc có người thân để đi theo, chứ chắc chắn rằng là chị đang mang thai như vậy là chị không bao giờ chị đi một mình được. Tại vì mình thai bây giờ, và hồi trưa lúc mà chị đi khám về á thì chị đã nói là bác sĩ cho hay là thai cũng đang bị yếu. Dạ, thai em bị yếu. Đúng rồi, thì chị cũng đâu đi một mình được. Dạ. Mà nếu đi cùng với người thân là với cái sự tới ngoại là tốn kém rất là nhiều. Dạ. Tốn kém rất là nhiều. Nên là bây giờ em sẵn chương trình đây, em cũng nhờ là mấy anh chị là chia sẻ giúp em, nếu như mà có những anh chị nào mà tốt quá thì giúp hộ giùm em, như là em lúc mà em đi ra ngoài đó để chuyện tập á, với lại đón con em về á, em nhờ mấy anh chị với lại là cộng đồng mạng á hỗ trợ giùm em để em được ra đó an toàn và em về an toàn. Thì theo như bản thân của em suy nghĩ, giống như là một cái ý kiến riêng cá nhân thôi nha. Dạ. Thì giấy triệu tập này là sự bắt buộc chị phải đi. Dạ. Và chị không thể nào không đi, chị muốn lấy lại công bằng là bắt buộc là chị phải đi rồi. Dạ. Không đi là mất quyền lợi. Đúng rồi, không đi là chị mất quyền lợi.
mà anh em đây cũng rất là mừng và hiện tại lúc này công an đã vào cuộc. Dạ, với lại thêm một phần em lo lắng đó là bây giờ em đi ra ngoài đó thì giấy tờ tùy thân em không có. Tại vì bây giờ giấy tờ tùy thân của em á là chồng em giữ hết rồi, em không có giấy tờ gì hết. Nên là phương tiện đi nó cũng hơi khó về vấn đề giấy tờ. Cũng như là mọi vấn đề chị đã trình bày trong mấy ngày nay rồi. Dạ. Là cứ như là anh em nào tới ghi hình là chị cũng nói rằng là chị không có giấy tờ tùy thân. Dạ. Chồng giữ hết. Dạ. Thì tất nhiên từ đây trở về ngoại á, thì nếu lúc mà thủ lý mà triệu tập là cả hai vợ chồng chứ không phải riêng một mình chị. Dạ. Thì tất nhiên giấy tờ của chị là chị sẽ được quyền lấy lại. Dạ. Cái vấn đề mà chị nói là không có giấy tờ thì mấy anh em ở đây cũng có đăng tải, và trên kênh của em cũng có một số vị khán giả có bình luận là chị biết cách cho mình mà để mà đi được máy bay thì sau cái một có chuyện này thì em sẽ lưu cái tin nhắn đó cho chị ha. Dạ. Còn gia đình mình thảo luận cũng làm như vậy có được không ha? Dạ. Dạ không, em cũng cảm ơn em gái này. Nói chung là nói như thế này nè em gái, thì cái ý kiến của em với của bạn nào xem kênh đó, thì có góp ý kiến đó, thì theo như anh biết đó, là không có giấy tùy thân không thể đi máy bay được em gái, không thể đi máy bay được, thì bây giờ mình chỉ có đi đường xe ha. Yeah. Đi đường xe thì tất nhiên là em không có giấy tùy thân, nhưng mà khi em bước đi ở tại địa phương này, em làm dành cho anh một miếng giấy là xác nhận của bên chính quyền địa phương nơi em ở. Yeah. Là ngày hôm nay tôi xuất phát từ gia đình của tôi đi ra đó. Yeah. Xin mấy ông là chứng cho tôi là tôi là người ở địa phương đó, có gì thì có cái giấy đó để người ta xác nhận em là người địa phương. Vậy là em ra ngoài bên phía công an em xin giấy đi đường. Đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi. Giấy xác nhận em giấy là người địa phương ở. Dạ. Đây. Dạ. Rồi anh em hỏi có gì góp ý hỏi đi không? Dạ. Mà theo như em nghĩ anh xin. Rồi em nói là chị Giao đang trong cái thời gian mà triệu tập là bắt đầu vào vụ án á, thì hầu như là mọi phương tiện có thể hỗ trợ cho chị được, có nghĩa là mặt giấy tờ đường đi, có thể là chính quyền nhiều khi cũng có một phần là hỗ trợ, mà có nghĩa là hỗ trợ bên giấy tờ để cho chị đi nhẹ nhàng đi ra ngoài, tại vì nếu mà giờ gắt gao quá thì chị không thể nào chị đi ra tới ngoài được, nó giống như vậy đúng không? Em nói thì anh cũng xin nói như thế này, thì theo cái cách hiểu biết của anh á, chứ còn về mặt bên chính quyền anh không có gần cho mấy, thì cách hiểu biết của anh á, nếu như gia đình có đến địa phương của mình, bên bộ phận công an địa phương đó. Dạ. Thì báo qua bây giờ tôi với cái sự là đang gặp như vậy đó. Dạ. Tôi đi ra ngoài đó thì cái sự an toàn của tôi không có nhất định là được an toàn, cho nên là nhờ anh em lực lượng ở địa phương có thể là người ta cử cho một người đi ra cùng với em. Dạ. Ở đây mấy anh em ở đây mà đi chắc đi xe 52 chỗ không? Dạ vậy. Thì Tâm ơi, thì anh đây thì cũng có hứa. Dạ. với gia đình rồi đó em. Dạ. Thì nếu như anh em mình có nói chung ai muốn đi ai rảnh thì cùng đi với anh với gia đình. Là anh xin là mình đi ô tô. Dạ. Mình ra đó. Anh đi ô tô đi ra đó chở em gái này đi luôn. Dạ. Dạ. Và mình tính là đi đây đó, nếu mà anh em mình đi ô tô nhà đó là đi ra đó là đi về là khoảng một tuần đó. Dạ. Một tuần rồi khi mà ra ngoài phải chờ đợi ở ngoài nữa, chứ đâu phải làm việc mà mình ra cái là người ta làm việc liền đâu. Là tất nhiên là đi về là không dưới 10 ngày. Dạ. Đi về không dưới 10 ngày. Dạ. Chỉ là anh xin anh nói như vậy là chị yên tâm về cái mặt mà mình đường đi rồi. Dạ. Không sợ nữa đâu, thì có bên ảnh hỗ trợ mình rồi. Dạ. Chị cũng yên tâm ha. Không riêng anh em ở trong Nam này đâu, thì anh em ngoài Bắc ngoài cũng có tiếp đón. Thì em gái này ra là tất nhiên là có anh em ngoài đón đó. Dạ. Dạ em cũng thay mặt gia đình ba mẹ em cũng cảm ơn mấy anh để giúp đỡ cho em, để em được ra đó đón con em, với lại là giải quyết cái vấn đề bạo hành của em. Thì nói chung là tất cả anh em ở đây với bản thân anh thì nói chung là làm được cái gì làm. Dạ. Thì giúp em được cái gì giúp, với cái khả năng của tụi anh thì tụi anh cố gắng. Dạ. Rồi Tâm, hôm nay em đến thì gặp em gái có quà gì đó em Tâm. Vô luôn anh. Em vô luôn đi. Trong cái này có ngồi xuống luôn đi em. Ngồi xuống luôn anh ơi. Ngồi xuống luôn. Cái này có hai lon sữa, một cái lon của anh kẹt á. Dạ. Dạ.
anh kẹt đôi. Okay, không biết anh có ai gửi tờ gửi nữa, gửi tới lục sở chứ. Của em tặng thiệt vậy ha. Dạ chị, cảm ơn em. Bây giờ đúng rồi, cái này là hai chị Vani, chị Chu Lan. Dạ. Đây là em tâm gồm nha, tâm gồm. Là em tâm gồm gửi tặng cho em. Dạ. Đây là của anh Kiệt. Của ai kìa? Của chị nào rồi cho á? Thì đây là cái hộp sữa của chị Mạnh Thường Quân giúp lên đó chị. Dạ. Nói chung là chị cũng không có tiền mà tại là thấy mẹ con của chị đang mang bầu vậy á. Rồi chị cũng thương, chị cũng nhín ra 500 ngàn để gửi cho em với anh em ở đây á, gửi cho chị hai hộp sữa chị. Dạ. Dạ em cũng cảm ơn chị Mạnh Thường Quân rất nhiều ạ. Tâm Tâm, cho anh hỏi đi, cho em gái dễ dùng á, là sữa này là cho bà mẹ hả trẻ em hả em? Cho bà mẹ và bầu á. Cái này là cho bà mẹ. Bà mẹ. Bầu và dạ, cho mấy tháng cuối á, từ 3 tháng cuối. Dạ. Vậy là em gái dùng được rồi đó. Dạ. Dạ. Em chị cảm ơn em Tâm với lại em trước, cảm ơn chị Mạnh Thường. Lúc trước chị mang hai bé trước có từng uống sữa không? Không uống sữa, đâu có uống sữa đâu, đến xanh luôn. Dạ trời. Mà sữa này uống ngán lắm nha. Nên là em nói trước á, hơi ngán á. Dạ. Nhưng thôi kệ ngán mấy sao có sức khỏe là được rồi. Dạ. Tụi em ghé chắc tối chị để cập nhật cái thông tin này với lại gửi hai lon sữa không, tụi em cũng xin phép vậy tụi em về. Dạ. Không em ở đây chơi với anh em, anh ở đây anh ngủ mà em về bỏ anh hả? Vậy còn mấy anh em kia xa lắm anh. Mấy chục kề. Dạ. Không em ở đây là những anh em ở đây hết. Ở đây với anh. Khi nào mà có cái giống như là có cái tình hình gì mới á thì em sẽ qua em đồng hành với chị cũng như mấy anh em ở đây, anh đã xin đây nè. Dạ. Có gì mới á thì em sẽ qua em cập nhật lên. Dạ. Dạ thì chị cũng cố gắng nghỉ ngơi sức khỏe ha. Dạ. Sáng chị cũng dặn là hạn chế đi lại á. Hạn chế đi lại. Dạ, như là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái quan trọng nhất là những cái tháng cuối là chưa anh Tâm ngồi xuống anh trời ơi lâu lâu lên ngoài hành đó anh phải là giữ vững một cái tinh thần thoải mái. Dạ. Để không ảnh hưởng đến em bé nữa. Dạ. Hôm nay ăn được hai chén cơm phải không? Hồi chiều nay ăn được hai chén cơm. Quá mừng. Hôm nay là thấy chị gieo tươi cười hẳn ra luôn á. Bữa nay thấy chắc tươi hơn bữa rồi. Sao bữa nay tươi vậy là em gái nói à? Tại vì hôm nay em vui là tại vì em được nhận được cái tin là công an ở ngoài đó đã vào cuộc giúp em. Ok. Với lại là thứ hai là em vui là được nhờ mấy anh chị hỗ trợ cho em để em được an toàn đi ra đó đó không em về. Rồi đó là một cái niềm vui rất là to đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi thôi bây giờ Tâm gom. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay em có mặt trước màn hình của anh thì nói chung là nói với em trai như thế này. Dạ. Em cùng với những người anh em đến đây để cùng nhau hỗ trợ giúp cho em Giao. Dạ. Thì em ngồi trên màn hình còn những anh em này ở phía sau này thì anh đại diện cho tất cả quý bà con và gia đình của đại diện ngược bậy luôn anh à đúng em ngược bậy đại diện ngược bậy luôn rồi anh đại diện cho tất cả anh em quý bà con trên cộng đồng và gia đình của em Giao nhất là em Giao xin cảm ơn em trai rất nhiều và chúc cho em trai và cùng với tất cả anh em nhé trong đội thằng này sức khỏe niềm vui trong cuộc sống nha, làm ăn luôn luôn phát tài đó ngon lành. Em cũng còn cảm ơn anh, nói chung là em cố gắng mình đồng hành với chị thôi. Rồi ok em trai. Dạ thôi vì tụi em cũng xin phép được về chị nhớ cũng đường xa ha chị. Rồi em về thượng lộ Bình An nha. Chị Giao nhớ anh dễ thương quá chị. Em ở nhà em còn mấy cái đồ mà cho em bé lần trước ta gửi á. Dạ. Em giúp còn nhiều lắm. Dạ. Để cái đặt sang em bé đây là em đem qua cho chị. Dạ, chị dạ, cũng cảm ơn em Tâm. Cái giống như là bình sữa kia cho bé. Dạ. Em làm đem qua cho. Dạ, chị cũng cảm ơn em Tâm trước nha. Dạ. Có bình sữa nào bự cho anh không? về hỏi vợ anh có hai bình. Ok dạ, thôi em trai về thượng lộ Bình An nha. Dạ, mấy anh em đây cũng khép lại video này ha, thì cũng chúc hôm nay là chị Giao đã sắc thái rất là tốt rồi, thì cũng chúc mừng chị đã ông ngoại cũng đã có giấy triệu tập, thì nói chung thì chị lo lắng khi mà đi về ngoại như vậy, thì ở đây cũng có mấy anh em cũng lên tiếng và cũng đồng hành với chị đi ngoại là đỡ lo rồi đó. Dạ. Mình đi với người thân mình nhiều khi mình còn hơi sợ. Dạ. Nhưng có mấy anh em ở bên ngoài nó sẽ đỡ hơn. Dạ. Đồng chứ thì cũng an toàn. Và ra ngoài cũng được mấy anh em ở ngoài hỗ trợ cũng như là cái sự có mối quan hệ ở ngoài đó. Dạ. Cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho mình. Dạ. Dạ thôi em chúc chị nhiều sức khỏe ha, gắng dưỡng thai ha chị. Dạ. Dạ. Rồi bắt tay em cái này. Ngon lành. Rồi ok anh trai. Dạ thôi xin kính chào quý vị khán giả luôn ha. Rồi chào em.
Rồi em gái vô nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mệt mỏi lắm trời. Anh em